Xin chào các bạn, mình là Thảo Tâm và hãy cùng mình du học tiếng Anh ở Philippines nhé. Trường mình chọn theo học lần này là GRC. Những lý do mà mình chọn ngôi trường này, đầu tiên phải nói đến vị trí thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố Cebu. Môi trường học tập cực kỳ thoải mái và chất lượng giáo viên cũng cực kỳ tốt. Và ngày đầu tiên khi tới trường thì mình được tham gia một buổi định hướng dành cho học viên mới. Ở đây thì mình thấy tất cả các nhân viên họ đều rất là nhiệt tình để hướng dẫn cho mình đăng ký các thông tin từ A tới Z. Sau đó mình sẽ được dẫn đi tham quan một vòng quanh trường để biết đâu là khu học nhóm, đâu là các lớp 1-1 và các khu tiện ích khác. Ở trường thì các lớp 1-1 sẽ là những phòng học riêng biệt, không gian cũng khá là thoải mái và không phải là những vách ngăn. Ở trường thì rất là ứng dụng các công nghệ, như là cái bảng ở đây sẽ giúp tụi mình tra tờ phát biểu cũng như là tham khảo thông tin hay là nộp những cái yêu cầu đến với nhà trường. Sau đó thì tụi mình sẽ được xe buýt của trường chở đến Ayala Mall. Ayala Mall thì cũng cách trường rất là gần thôi. Và khi đến đây thì tụi mình sẽ được dẫn đi đổi tiền cũng như là mua sắm những vật dụng cần thiết. Sau khi trở về thì tụi mình ăn trưa tại trường luôn và cũng sẽ có những cái lớp học đầu tiên trong chiều ngày hôm đó, không có bị mất thời gian là phải test và ngày hôm sau mới có lớp.